Vâng, vừa đóng hàng xong cho khách thì tôi lại quay giới thiệu cho các bác sản phẩm mới về. Kia là hai thùng hàng đầu đĩa CD cho một bác khách hàng ở Mạo Khê, Quảng Ninh và một bác ở trong miền Nam. Vừa đóng hàng xong thì tôi lại có một cái bộ rất là hay về, tôi đang giới thiệu các bác. Thật ra bộ này lấy về cách đây 4 năm hôm nhưng mà tôi cũng không có thời gian quay. Bộ này gồm có cả radio và thớt âm ly. Đó là một bộ của Pioneer SA6700. Âm ly SA6700 thì tôi đã bán rất nhiều rồi. Nói luôn các bác là bộ này chỉ có một bộ nha, nên tôi đăng lên chắc chắn là biết các bác sẽ, nhiều bác sẽ tranh nhau ạ. Nhưng mà xin lỗi là hàng nó chỉ có một bộ thôi, nên bác nào mua trước thì được trước thôi. Tôi bán giá bộ này 3,8 triệu đồng, gồm một thớt âm ly và một thớt radio. Radio thật ra các bác chả dùng đến đâu, nhưng đặt vào thì trông nó sang trọng hơn. Và cái bộ này nó kích thước nhỏ thôi chứ không phải là kích thước lớn nha các bác nha. Các bác mua về mục đích là ghép với loa nhỏ hoặc là các bác trưng bày rất đẹp. Chứ còn nó không phải là loại to. Đây tôi đo kích thước các bác xem này. Bề ngang nó chỉ là 36 thôi nhá. Cả bên mặt ngoài tầm 35. Bề cao cả bộ xem nào. Cao cả bộ là 25 cm. Nhỏ xinh các bác nhá. Bán giá là 3,8 triệu đồng. Thì bề sâu là 28, phải tính cả núm nhá. Đợt trước tôi có một đợt là có 3 bộ như thế này thì đăng lên rất nhiều bác có nhu cầu mua. Nhưng mà thật ra để có những cái bộ này thì nó rất hiếm, nó không có thường xuyên được. Thì đợt này có tôi lại đăng lên. Bán báo giá là 3,8 triệu đồng, gồm âm ly và thớt radio. Radio này nó là hàng bên Nhật thì nó chỉ bắt được tần số 90 MHz các bác nhá. Nói chung có đài các bác chả dùng đến đâu, nó luôn. Qua là có thì bày mà cho đẹp thôi. Đây thì nó còn rất mới sang trọng. Cực kỳ mới luôn. Mới tại sao bảo mới bởi đây, các bác nhìn nước sơn này. Vẫn sáng bóng là nước sơn. Nước sơn còn sáng bóng luôn. Đồng bộ. Âm ly này thì 90W thôi, nhưng đánh hai đôi loa các bác nhá. Đánh hai đôi loa nhỏ A cộng B, nó có cả A cộng B. Tất nhiên là phải ra loa nó cũng khá lớn thì nó mới đánh được hai đôi loa. Công suất 90W là công suất tiêu thụ điện, các bác nhớ điều đó nhé. Đây thớt radio 6700. Đầu đĩa sao không quay. Vâng, xin cảm ơn. Đầu đĩa nó vấp các bạn. Đầu đĩa nó vấp. Đấy, tôi quay lại gần các bác xem. 3,8 triệu. Mặt tiền và mặt sau còn rất mới và đẹp. Bộ này tôi bán cả bộ không bán lẻ các bác nhá. Nếu mà tôi bán lẻ thì nguyên cái âm ly là 2 triệu rưỡi à. 2 triệu rưỡi thì tôi đăng bán rất nhiều và đăng lên cái nào hết cái đấy. Các bác đều tranh nhau hết thôi. Đấy, tôi bán đồng bộ này thì là 3,8 triệu. Pioneer SA6700 nhỏ xinh nhá, không phải là dài 42 đâu. Đánh hai đôi loa AB và A cộng B đây. Trên âm ly có chỉnh bát tép. Tôi đang ghép vào đôi loa toàn giải, loa lời, loa tay. Đôi loa kia trị giá 2,2 triệu đồng, sản xuất tại Nhật. Hàng xịn luôn, loa lời, loa toàn giải, loa tay. Bàn vắng tiếng về, hôm nay mùa đông, mai kia là xuân đến. Dù ngày đêm xa vắng vẫn hoài như mong. Bộ này mà bác nào nghe to thì cũng không nên dùng. Cái này tôi nói luôn là nghe nhỏ nhỏ nhẹ và dùng để sưu tầm trang trí. Thì còn các bác mà cứ đi so sánh với âm ly to thì không mua được cái bộ này đâu. Thế còn rất mới và đẹp nhé. Hàng thì nói luôn các bác là tôi có rất nhiều hàng nhưng mà không thể quay lên hàng ngày được.
toàn phải tranh thủ buổi tối mới quay được hàng thôi, bởi ban ngày thì khách đến rất nhiều, buổi tối đều phải đóng hàng cho khách. Đây hai thùng hàng này đóng mất cả tiếng đồng hồ, hơn tiếng đồng hồ mới xong các bạn, bởi vì phải chèn xốp các kiểu, thùng các cái thùng thì nó không vừa kích thước với sản phẩm nên mình phải chèn để cắt tận rất là cẩn thận mới đóng được. Để tôi mở radio các bác nghe này, xoay sang tuner tôi đang cắm đây. Thưa các vị và các bạn, bác mua hàng thì đặt cọc tôi khoảng 1 đến 2 triệu tôi gửi qua dịch vụ Viettel. Phí vận chuyển là người mua phải chịu. Đã in đậm tình yêu của anh đối với tôi. Tôi bán tại tòa Vi Văn, trung cư Văn Phú Victoria, khu đô thị Văn Phú, quận Hà Đông. Trong thời kỳ đô thị hóa. Này nằm tại trung tâm quận Hà Đông. Cảm ơn. Một ngày tốt đẹp xúc động của anh là những kỷ niệm ở quê hương.